Rồi, ơi cái gì thế? Đi ra. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When it's hậu trường cách mà tôi sản xuất một clip biến hình. Để xem mà chúng ta có cái gì ở đây nào. Vâng, đây chính là đạo cụ mà tôi có thể làm cho mình một chiếc vương miện đó các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta bắt tay vào làm thôi. Là trời, tới khúc này là tôi làm muốn xỉu up xỉu down luôn các bạn ơi. Đã thế lại còn phải chọn trang phục cho hợp với phụ kiện nữa. Quá mệt mỏi. Quay ra quay vào 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng làm xong một chiếc vương miện rồi nè. Video clip biến hình của tôi thì đầu tư khá là nhiều về thời gian và công sức nên mong mọi người thả tim đều đều để cho tôi có thêm động lực quay thêm nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng xem thành quả thôi. Let's go. Wow, Sean Miller with that booty cane. Wow, hãy tải ngay game Cloud Song để tham gia cùng trà đạo nhé. Game sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 8 tháng 9 này. Cloud Song, game MMORPG 3D chuyển sinh thế giới fantasy. Tải ngay trên App Store hoặc Google Play. People are always asking me, when will you make a baby? When will I make a baby? I don't make a baby. I am a baby. Chị ơi, chị quay nhân hai đi. Còn tiền đâu mà quay nhân hai? Nhưng tôi sẽ quay nhân hai với cái đấy này. Ok là không, quay thôi. Hai concept này đẹp quá à. Không biết hôm nay quay cái gì ta. Biết quay cái gì rồi. Tôi là một hoa nhỏ, chúc bạn xúc động một chút. Anh ơi, em nghĩ là mình đi đâu đi? Chứ em ở nhà nhiều bí bách chán quá à. Tại vì bố đâu có lẽ. Xem bố ở đâu? Ở đây chứ. Ui, thích thế. Nhưng mà anh ơi, nhà em cũng nhiều bướm lắm. Để em cho anh xem nè. Nhưng thật ra thì em vẫn còn một con bướm đặc biệt muốn cho anh xem. Chuẩn bị nhá. Đá-bi-를 좋아해. Anh thích bướm bướm. Bướm bướm à. Đây. Nghe nói anh thích bướm bướm. Còn em thì thích anh.